Chào tất cả các bạn, trở lại với chương trình tư vấn dùng laptop mỗi ngày của trang công nghệ TND. Thưa các bạn đều biết là dạo gần đây các dòng máy Pavilion của HP ra rất là nhiều mẫu máy phổ thông tại thị trường, có cấu hình phần cứng khá là tốt cũng như kèm khả năng làm đồ họa chơi game với phân khúc giá từ khoảng 15 đến khoảng 17 triệu đồng. Đây đều là những chiếc máy mới. Nếu như ngày xưa chúng ta có một chiếc máy như này thì bao giờ định hình ở phân khúc doanh nhân thì mới mua được đúng không? Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác với công nghệ thay đổi bây giờ. Các hãng họ cạnh tranh nhau và bao giờ phân khúc giá nó cũng cực kỳ tốt. Cụ thể chiếc HP Pavilion phiên bản 2020 mình giới thiệu ngày hôm nay được trang bị dòng CPU thế hệ mới nhất, đó là thế hệ 10, kèm theo ổ cứng SSD, kèm theo RAM và đặc biệt phiên bản tớ mang đến được trang bị Vega rời của thương hiệu quá nổi tiếng của HP. Một thương hiệu máy tính lâu đời của Mỹ thì về chất lượng thì chắc có lẽ là các bạn không cần phải suy nghĩ rồi đúng không ạ? Và đây là dòng sản phẩm được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Chính vì thế chính sách bảo hành của nó sẽ là chuẩn chỉnh và các bạn sẽ được bảo hành gói cao cấp nhất của HP. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khui hộp và test dòng sản phẩm này. Mời quý vị và các bạn đón xem nhé. Vâng, thưa các bạn, đây là mã máy đấy ạ. HP Pavilion laptop này, 15 này. Sẽ có mã là CS3060TX các bạn ạ. Được trang bị phần cứng đó là i5-1035G1, ổ cứng SSD 512GB, RAM 8GB. Và kèm theo đó là Windows 10 bản quyền. Màn hình 15,6 inch Full HD IPS và kèm theo bản cả Vega rời. Ở đây cụ thể thì mình có tìm hiểu trước rồi, nó là MX250 các bạn ạ. Các cái sạc của nó đây nhá, sạc của nó là nhỏ xinh này, xem này, 65W các bạn này, chân sạc là chân màu xanh nhỏ như này nhá. Vâng, thưa các bạn, với phiên bản 2020 thì chúng ta vẫn có thiết kế truyền thống của những phiên bản 2018 và cái màu sắc của phiên bản này thì nó nhìn hơi ánh hồng một chút các bạn ạ, nhưng mà hãng thì gọi đây là màu gold. Chúng ta sẽ có một logo được mạ chrome sáng bóng và nhìn chiếc máy nó rất là sang. Mặt lưng của chiếc máy này được làm bằng hợp kim nhôm. Này các bạn sẽ thấy này, đường kẻ chỉ điểm nhấn của những chiếc máy của HP. Và đằng sau thì bản lề nó kiểu như này các bạn ạ. Nó là bản lề một trục. Vâng, thưa các bạn, ở bên cạnh phải của mình thì sẽ có hai cổng USB này. Đây là cổng sạc máy đây nhá. Và đây chúng ta sẽ có đầu đọc thẻ SD. Mặt trước thì các bạn sẽ thấy là nó thiết kế của dạng G như này để chúng ta mở máy rất đơn giản luôn này. Đó, rất là thông minh. Và bên cạnh trái thì các bạn sẽ thấy là cổng HDMI để chúng ta kết nối ra màn hình bên ngoài. Cổng LAN vẫn còn nhé, rất tiện dụng cho các bạn dùng mạng nội bộ luôn. Và cổng USB Type-C để truyền tải tín hiệu âm thanh và hình ảnh màn hình ra bên ngoài. Cổng phone cũng mic được tích hợp chuẩn 3.5, rất phổ thông để các bạn có thể cắm tai nghe hoặc có thể cắm loa cũng như các thiết bị âm thanh bên ngoài nhé. Vâng, thưa các bạn, thì thiết kế mặt dưới của nó thì nó làm bằng nhựa các bạn nhé. Còn đây là tem của Windows bản quyền này, đây là tem của nhà phân phối này. Những cái o nhỏ này thì nó sẽ hút không khí vào và tản khí nóng ra đằng sau. Đấy. Còn những phần này thì các bạn sẽ thấy là để trên mặt phẳng mà không bị cập kênh. Còn bây giờ thì mình sẽ mở chiếc máy ra xem nội tạng bên trong của nó như nào, khám phá luôn là khả năng nâng cấp như nào thì mình sẽ báo luôn cho các bạn nhé, các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, muốn mở chiếc máy này ra thì các bạn chú ý nhá, tháo cho mình hai cái này. Bên trong nó sẽ có hai cái ốc đây này, mình để ý sẵn này, đây này mình để sẵn này. Nhiều người không để ý là không biết là có ốc ở đây đâu ạ, và mở ba cái ốc này thôi. Còn mở chiếc máy này ra nó luôn với các bạn là dễ hơn ăn cơm luôn. Ai chà, các bạn thì thấy là một bo mạch màu xanh ở bên trong của HP thiết kế này. Chiếc máy này có hai quạt tản nhiệt, bởi vì đơn giản nó có Vega rời thì mình có hai quạt, còn các phiên bản mình làm Vega on ấy, nó chỉ có một quạt thôi. Với hai slot cắm RAM là chúng ta sẽ nâng cấp tối đa đó là 32GB RAM. Còn đây là ổ cứng SD Sky của Helix của Hàn Quốc này. Đây là cái wifi của nó này. Loa này các bạn này, loa này. Bang Hosen. Còn đây là khe chờ để chúng ta nâng cấp ổ cứng 2.5 inch, nhưng lưu ý là phải có cái cáp. Đây. HDD này, có cái cáp vào để chúng ta mới lắp được các bạn nhé. Còn đây là quả pin của nó này. Pin của nó dung lượng này, các bạn sẽ nhìn này, 3470mAh, có thể duy trì chúng ta dùng khoảng 4 đến 6 giờ. Tóm lại thì chiếc máy này sẽ cho phép các bạn nâng cấp RAM, ổ cứng. Ngoài ra, linh kiện khác onboard trên bo mạch chủ bao gồm CPU, GPU, các bạn sẽ thấy này. Đây là CPU, còn đây là GPU các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ lắp vào test luôn chiếc máy nhé. Vâng, thưa các bạn, đây là mặt trước của chiếc HP. Chúng ta vẫn có cái thiết kế truyền thống giống như các phiên bản 2018 và 2019. 2020 thì chỉ được nâng cấp về phần cứng ở bên trong thôi. Các bạn sẽ thấy là một phiên bản màn hình Full HD IPS nên màu sắc của nó sẽ sặc sỡ hơn với màn hình 15,6 inch. Chúng ta sẽ có một camera rất to ở bên trên, hỗ trợ các bạn quay phim, chụp ảnh, học tập và làm việc trực tuyến qua camera này rất ok, có tích hợp sẵn mic ở bên trên. Các bạn sẽ thấy bàn phím của nó này. Lưu ý là cái máy nó chỉ ngửa được như này các bạn nhé. Những chi tiết 3D của bên trên nó rất là sang. Và cái mặt này cũng làm hoàn toàn bằng hợp kim nhôm. Này. Được làm bằng hợp kim nhôm thì nó sẽ làm sao? Nó sang trọng và kể cả phần khung phím nó rất là chắc chắn để chúng ta bấm phím.
Nhưng mà con này thì HP lại hơi bủn xỉn một chút các bạn, nó lại bớt đi cái lép phím của chúng ta. Đây cũng là điểm trừ của chiếc máy này. Giá như chiếc máy này hoàn hảo một chút, có lép phím nữa thì chúng ta dùng buổi tối nó sẽ tiện dụng hơn, còn ban ngày thì không cần. HP nó làm cái bàn phím thì các bạn sẽ thấy là rất là to, rộng, rõ ràng, bấm thì cực kỳ ok luôn, kể cả hàng phím phụ. Duy chỉ có hai phím này là khá là sát nhau, bấm dễ bị nhầm này. Đó. Các phím điều khiển multimedia ở bên trên, còn đây là vân 3D của nó rất nổi tiếng của HP này, nhìn nó rất là sang và rất là đẹp. Vừa là tản loa, vừa là tản khí nóng đẩy ra đằng sau. Phím bật nguồn có tích hợp đèn LED này. Chuột trái chuột phải là các bạn bấm vô tư nhé, mặc dù là không có phím bấm. Phần này của nó thì có vẻ là hơi hẹp một chút. Do là định hình ở phân khúc cao cấp này, các bạn sẽ thấy là những LED chi tiết đơn giản này. Nó cũng có lắp cất kim cương. Độ hoàn thiện rất là cao và đây là tem bảo hành toàn diện của HP. Tổng đài của HP các thứ luôn. Còn đây là con tem coi 5 Vega rời này. Tới được đang test ổ cứng cho máy này. Ổ cứng Skylake của Hàn Quốc thì mặc dù là tốc độ không cao nhưng cũng rất là bền. Nó có khoảng 1,8 ghi một giây và tốc độ ghi khoảng gần 900. Nói chung được đánh giá ở mức ổ cứng gọi là trung bình khá. Còn ổ cứng nhanh bao giờ thì tầm khoảng trên 3 ghi. Nhưng với một chiếc máy giá rẻ thì cũng là ok, cũng là ngon rồi. Bluetooth của máy là 5.0 các bạn nhá. Nhanh nhất hiện nay luôn đấy ạ. Camera này. Con này là camera này, các bạn thấy HD camera này. Ổ cứng của máy này Skylake này với dung lượng 512GB. Máy trang bị card họa on nó là UHD Graphics 620 và card hình rời đó là Nvidia GeForce MX 250. CPU được trang bị trên máy này i5 thế hệ 10 này Ice Lake này 1035G1. Wi-Fi được trang bị trên máy là AC 9560. Mình sẽ kiểm tra dung lượng gốc của cái Vega này là bao nhiêu GB, chúng ta vào đây. Đây các bạn thấy này, bộ nhớ gốc của nó là 2GB RAM này. Có thể dùng bộ nhớ chia sẻ đến 6GB này. Chia sẻ ở đây là chia sẻ từ RAM đấy ạ. Thực tế mà nói thì Vega rời này cũng chỉ đánh giá ở mức gọi là hỗ trợ một chút về đồ họa cũng như chơi game thôi. Nó hoàn toàn không khỏe đâu ạ. Vâng thưa các bạn, chiếc máy nó hoạt động tản nhiệt như nào? Và việc một chiếc máy được trang bị Vega rời thì các bạn sẽ thấy đây là kết quả. Với việc máy được trang bị Vega On thì mức FPS chúng ta nó sẽ được khoảng 7, nhưng mà có Vega rời nó kéo lên 20. Đồng nghĩa việc là các bạn làm đồ họa và chơi game mà mọi tác vụ về đồ họa nó sẽ tốt hơn so với các phiên bản Vega On. CPU thì cũng chỉ ở mức dưới 70 độ C và GPU ở mức khoảng 68 độ, đây biểu đồ nhiệt độ trung bình này. Và khi hoạt động ở mức hiệu năng cao thì có vẻ quạt hơi ồn một chút. Nói chung là đặc trưng của dòng HP thì hệ thống làm mát của nó thì mình không đánh giá cao. Nhưng mà với nhiệt độ như này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng các phần mềm về đồ họa, văn phòng, chơi game thoải mái luôn ạ. Vâng thưa các bạn, thì mình đang test qua phần mềm Cbem 15R. Điểm số của CPU em này nó đạt là hơn 400 thôi. Sức mạnh của nó bằng khoảng một lửa so với các phiên bản chạy chip như là i7-8750H các bạn ạ. Đây này. CPU chip U thì này, dòng này nó là dòng tiết kiệm điện. Và tiến trình sản xuất chip của em này đó là 10 nanomet mới nhất của Intel. Xung nhịp thì hơi thấp một chút, nó chỉ hơn 1 chấm thôi các bạn ạ. Mình đang test đồ họa mô phỏng của em GeForce MX 250 này. Có Vega rời thì nó sẽ hỗ trợ các bạn đồ họa tốt hơn, chơi game mà màn mọi thứ cũng ok hơn, mượt hơn. FPS nhận được là 72,67, còn nếu mà bản Vega On thì nó chỉ đạt khoảng hơn 40 thôi. Có nghĩa là có em Vega rời này, nó sẽ mạnh gấp đôi so với UHD Graphics 620. Vâng thưa các bạn, thì mình đang test tự game đó là Left 4 Dead các bạn ạ. Các bạn sẽ thấy đây là một game 3D. Máy của chúng ta có Vega rời nên mọi thứ nó chạy cũng trơn tru mượt mà hơn. Các bạn sẽ thấy là hiệu năng của cả màn hình đang sử dụng đến 98%. Mức FPS chúng ta nhận được từ khoảng 90, thậm chí là hơn 100. Loa của con máy này thì trải nghiệm rất là ok. Và nhiệt độ chơi game sẽ ở ngưỡng khoảng trên 70 độ C một chút. Các bạn có thể cài những tựa game tầm trung trung như này vào để chơi các bạn nhé. Vâng thưa các bạn, thì mình đang test màn hình Full HD IPS của chiếc HP này. Có được trang bị chống lóa. Và góc nhìn của màn hình thì các bạn sẽ thấy nó đạt 178 độ này. Đó. IPS thì bao giờ chúng ta sẽ có màu sắc nó tươi tỉnh, nhìn nó sẽ thật hơn so với màn hình TL. Với tỷ lệ bao phủ màu thì chiếc máy này nó cũng chỉ ở mức bình thường thôi các bạn ạ. Khoảng 58% sRGB thôi. Độ sáng của màn hình đạt 250 nit các bạn nhé. Màn hình cũng không được đánh giá cao, nhưng với tầm tiền của các bạn thì với một màn hình IPS như này cũng ok. Kể cả các bạn dùng trong lĩnh vực thiết kế hoặc in ấn hoặc là gì đó liên quan đến yếu tố màu sắc màn hình thì mình nghĩ nó vẫn chấp nhận được.
Mặc dù nó chưa được cao bởi vì thực ra nó phải trên 72% thì chúng ta mới có thể làm mà không bị sai nhiều. Âm thanh của máy phải nói là tuyệt vời. À. Bang & Olufsen là một hãng loa danh tiếng của Đan Mạch. Âm thanh rất là hay đúng không ạ? Cái máy này là các bạn dùng để giải trí, xem phim, nghe nhạc phải nói là tuyệt vời. Đó. Loa nó ở đây các bạn nhé. Đấy, các bạn nghe thấy là âm bát của nó tương đối tốt. Trong vòng 20 mét của mình thì không cần phải cắm thêm loa ngoài hay tai nghe đâu ạ. Các bạn là sau khi mình trải nghiệm xong với phiên bản HP Pavilion có trang bị Vega rời phiên bản i5, hiện nay chiếc máy này đang có giá bán tại thị trường khoảng tầm 16 triệu, ở đây là được phân phối chính hãng tại siêu thị và hàng này sẽ được bảo hành theo tiêu chuẩn của HP nên các bạn rất là yên tâm. Còn với cấu hình i5 chip U và Vega rời thì các bạn có thể sử dụng chung ở đồ họa mức tầm trung, chơi những tựa game ở mức nhẹ nhàng. Các bạn thấy là mình test game rồi test phần mềm thì nhiệt độ của máy chơi dùng lâu nó khoảng trên 70 độ một chút thôi, hoàn toàn đáp ứng tốt. Loa khá to, màn hình cũng ok. Và đây là một chiếc máy cơ động mỏng nhẹ với màn hình 15.6 inch, rất phù hợp cho các bạn dùng trong công việc văn phòng, lập trình. Đấy, cũng rất là ok. Các bạn dùng trong lĩnh vực kinh doanh. Và nếu mà nhìn vào bên ngoài thì các bạn thấy là nét thiết kế trẻ trung cũng khá là sang, với vỏ bằng hợp kim nhôm thì các bạn thấy nó sang hơn rất là nhiều so với dòng vỏ nhựa. Nhược điểm duy nhất đó là cái màn hình thì với bản lề 1.5 thì có vẻ như là mình không được cảm giác chắc chắn cho lắm. Nhưng mà mình cũng đã bán rất là nhiều cái dòng HP Pavilion thì các bạn cứ mở từ từ cho mình, mở giữa như này này. Đó. Bởi vì con này khi bản lề nó mở thì nó sẽ đẩy, nó đẩy cái máy nhô lên. Và cái phần này các bạn để trên mặt bàn chú ý nhé, đừng để nó gập gồi mà nó sẽ xước ở đây, sẽ rất là xấu. Và hơi tiếc một chút đó là chưa được trang bị LED phím thì em này thì cũng hơi tiếc. Nếu mà có LED phím nữa thì phải nói là hoàn hảo nhất trong cái phân khúc khoảng hơn 15 triệu sử dụng cho văn phòng. Còn nếu mà các em học sinh, sinh viên mà sử dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin của chiếc máy này cũng rất là ok. Đặc biệt là mấy bạn nghiện phim và xem phim và giải trí và nghe nhạc trên chiếc loa này cũng khá là hay đấy các bạn ạ. Trong cái phòng hơn 20 mét mà không cần phải cắm ra ngoài. Lưu ý các bạn là dòng máy này nó chỉ cho phép các bạn nâng cấp RAM và ổ cứng thôi. CPU, GPU được onboard trực tiếp trên bo mạch chủ. Các bạn mua i5 nó sẽ là i5 mà mua i7 nó sẽ là i7. Cấu hình nó sẽ mãi như này các bạn nhé. Đấy. Còn nếu mà các chúng ta cần sử dụng lượng RAM lớn hơn thì có thể nâng cấp lên 16GB hoặc 32GB thì tùy mọi người. Ổ cứng trong máy thì cũng là NVMe rồi, Wi-Fi cũng là AC cũng rất là nhanh. Nhưng con ổ cứng này thì mình đánh giá cũng chỉ ở mức gọi là trên trung bình một chút thôi, bởi vì NVMe nó đọc có hơn 1GB thôi. Còn nếu mà ổ xịn sò có thể đọc lên tận 3.4, 3.5GB. Vâng, thưa các bạn đã từng trải nghiệm phiên bản HP Pavilion 2020 có mã là CS3060 thì các bạn hãy để lại cảm nhận cũng như đánh giá của các bạn chiếc máy nó như nào để cho mọi người có nhu cầu mua máy sau đánh giá xem có phù hợp với mình hay không các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, là kênh công nghệ của mình đã sắp đạt 100.000 sub rồi, phải nói là cũng mong chờ 5 năm nay rồi mà quý vị các bạn không like, không chia sẻ cho mình thì sao ấy. Các bạn hãy like và chia sẻ, đăng ký kênh cũng như bấm cái chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những kiến thức mới nhất về laptop nhé, cũng như công nghệ thông tin. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.